An Tâm Sống Khỏe xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong số những khán giả của An Tâm Sống Khỏe thì có ai cũng trong tình trạng khó ngủ hay là mất ngủ thường xuyên khiến cho đôi mắt thâm quầng giống như tôi không ạ? Mặc dù đã cố gắng đi ngủ sớm, thì nhưng khi nằm trên giường, tôi vẫn cứ trằn trọc mãi không thể vào giấc và cuối cùng là buổi sáng thức dậy vô cùng mệt mỏi và uể oải. Để cải thiện thì tôi đã uống đủ các loại thuốc đông tây y, thế nhưng chỉ được một thời gian thì đâu lại vào đấy. Thế nhưng, đó là câu chuyện của vài tháng trước. Hiện nay, dù chưa thể cải thiện hết chỗ quầng thâm trên mắt, thế nhưng giấc ngủ đã đến với tôi thật dễ dàng. Tất cả chỉ cần nhờ vào một loại thực phẩm có sẵn trong bếp của mỗi nhà. Chỉ cần dùng loại thực phẩm này chế biến theo nhiều cách khác nhau, giấc ngủ ngon hay là sâu giấc không còn là điều xa xỉ với tôi nữa. Các bạn có tò mò thực phẩm có công dụng thần thánh này là gì không ạ? Và sử dụng loại thực phẩm này như thế nào để biến từ một loại thực phẩm bình dân trở thành một thần dược? Hãy cùng theo dõi video của An Tâm Sống Khỏe để cùng tìm hiểu và làm theo quý vị nhé! Ngày nay, không chỉ những người có tuổi mà những người trẻ cũng hay mắc phải chứng bệnh mất ngủ. Mất ngủ không những làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày mà còn gây tổn hại đến sức khỏe không nhỏ. Hơn nữa, việc điều trị mất ngủ không hề đơn giản. Nhiều người uống đủ thuốc đông tây y mà vẫn không ngủ được. Bên cạnh việc sử dụng thuốc mà người ta biết rõ ràng sẽ có nhiều tác dụng phụ, nhiều người có xu hướng tìm kiếm những thảo dược giúp chữa bệnh mất ngủ một cách tự nhiên. Một trong số những thảo dược được tin dùng để chữa căn bệnh mất ngủ, người ta thường quên rằng gừng là một vị thuốc chữa mất ngủ cực kỳ hiệu quả. Tại sao lại là gừng? Gừng là vị thuốc được sử dụng rất phổ biến trong đông y. Gừng có tác dụng đối với các kinh phế, tỳ vị, thận và đại tràng, có tác dụng làm ấm, chống lạnh, hồi dương, thông lạnh. Thông thường, gừng được dùng để chữa những căn bệnh về tiêu hóa như đau bụng, đầy hơi, thổ tả hay những bệnh do lạnh như cảm lạnh, ho, thấp khớp, do lạnh, chân tay lạnh. Khoảng 70% đơn thuốc đông y có vị gừng để thấy rằng gừng có vị trí cực kỳ quan trọng trong việc hỗ trợ chữa bệnh cho con người. Riêng với bệnh mất ngủ, vì trong gừng có chứa chất siloin giúp giải tỏa stress, trị bệnh nhức nửa đầu, giúp tinh thần con người sảng khoái và ngủ ngon giấc. Có thể thấy, gừng rất hiệu quả trong việc điều trị mất ngủ nhưng không phải có tác dụng trực tiếp ngay lập tức mà phải dùng lâu dài để cải thiện dần dần. Dùng gừng để trị mất ngủ như thế nào? Có nhiều cách để dùng gừng trị mất ngủ như sau. Cách thứ nhất, nấu nước gừng ngâm chân mỗi tối giúp các kinh mạch thư giãn, cơn buồn ngủ sẽ đến nhanh hơn. Y học cổ truyền coi đôi chân như là con tim thứ hai của cơ thể. Bởi chân tồn tại vô vàn rễ thần kinh giữ liên hệ mật thiết với hệ thần kinh trung khu đại não. Hơn nữa, bàn chân con người còn có mối liên quan với từng cơ quan bộ phận trên khắp cơ thể. Vì vậy, chăm sóc tốt con tim thứ hai của bạn bằng cách ngâm chân chữa mất ngủ rất có lợi cho sức khỏe. Ngâm chân mỗi tối trước khi đi ngủ là liệu pháp chữa chứng bệnh mất ngủ vô cùng hữu hiệu và an toàn. Khi trở về nhà sau một ngày bận rộn, ngâm đôi chân vào chậu nước nóng không chỉ giúp cơn mệt mỏi tan đi mà còn làm cho hệ thống trung khu thần kinh được kích thích nhẹ nhàng, ức chế vào đại não, giúp bạn có giấc ngủ sâu, phục hồi sức khỏe. Cũng như tên gọi của phương pháp này, nguyên liệu cần chuẩn bị rất đơn giản như sau. 2 lít nước, một củ gừng to và 20 gram muối. Chuẩn bị nước ngâm chân. Nước ngâm chân phải là nước sạch, bạn đun sôi nước, sau đó cho vào thau gỗ, pha nước đến khoảng 40-45 độ C. Gừng bạn rửa sạch rồi giã nát, sau đó cho vào thau gỗ, thêm một thìa muối vào khuấy đều cho muối tan ra hết. Và cuối cùng bạn pha nước đến khoảng 40-45 độ C. Tư thế ngâm chân. Hầu như chúng ta đều ngâm chân bằng cách vừa ngồi xem phim hay nghe nhạc và ngâm chân luôn, và chúng ta nghĩ rằng như thế thật thoải mái. Thế nhưng rất tiếc, đó không phải là tư thế ngâm chân đúng. Tư thế ngâm chân đúng là bạn phải đứng thẳng người và ngâm chân sẽ giúp cho cơ thể dễ dàng lưu thông khí huyết hơn và khiến cho cơ thể chúng ta dễ dàng thư thái thoải mái hơn, giúp cho các bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn. Và nếu bạn bị các bệnh về xương khớp, nhức mỏi người thì cũng có thể thay thế bằng tư thế ngồi. Thế nhưng nhớ ngồi thẳng lưng, thả lỏng cơ thể và bạn cũng nhớ vệ sinh đôi chân sạch sẽ trước khi ngâm chân nhé. Thời gian ngâm chân lý tưởng. Ngâm chân trong vòng từ 15 đến 20 phút trước khi đi ngủ từ 30 phút đến 1 tiếng. Bạn nên nhớ thực hiện thường xuyên biện pháp ngâm chân mỗi ngày một lần và sau 2 tuần thì bạn sẽ cảm thấy hiệu quả rõ rệt. Để làm tăng công dụng lưu thông khí huyết, tĩnh tâm an thần thì trong khi ngâm chân, bạn nên kết hợp với thư giãn, toàn thân thả lỏng, thở đều, nhẹ và sâu. Sau đó có thể dùng các ngón tay xay ấn vùng thái dương, miết vùng trán và xoa sát vùng gáy trong vài phút. Cách thứ hai, đun nước gừng với đường phên. Để thực hiện cách này, các bạn cần chuẩn bị như sau.
Gừng tươi, một củ to hay nhỏ tùy vào mức độ ăn cay của từng người. Đường phèn, lượng vừa đủ cho lượng nước 500ml. Cách nấu, cho gừng và nước lạnh khoảng 600ml cho một lần uống, đun sôi. Sau khi nước sôi cho đường vào, tiếp tục đun nhỏ lửa khoảng 15 phút là được. Thời gian uống, vào buổi trưa hoặc buổi chiều để có tác dụng vào lúc đi ngủ. Lưu ý, ngày nào uống thì chế biến ngày ấy cho tươi mới là tốt nhất. Không cứ người mất ngủ mới uống được, người bình thường muốn ngủ ngon đều có thể uống. Thời gian đầu khi mất ngủ trầm trọng có thể uống khoảng 1 lít nước đường gừng. Sau một thời gian khi bệnh đã chuyển thì có thể giảm xuống uống 500ml rồi dần dần duy trì cách ngày uống một lần 500ml. Tuy nhiên, khi sử dụng gừng để chữa mất ngủ thì quý vị và các bạn cũng nên lưu ý những điều sau đây để không phí công vô ích. Thứ nhất, không nên gọt vỏ gừng. Nhiều người hay gọt vỏ khi ăn gừng mà không biết rằng vỏ gừng có rất nhiều công dụng chữa bệnh, thậm chí là còn nhiều hơn cả phần thịt gừng. Thứ hai, không nên ăn gừng trong thời gian dài. Những người mắc những bệnh dưới đây không nên ăn gừng liên tục. Âm hư hỏa vượng, nhiệt trong, mắc các bệnh nhụn nhọt, viêm phổi, phù thủng phổi, hạch phổi, viêm dạ dày, viêm gan, viêm thận, bệnh tiểu đường. Thứ ba là không nên ăn nhiều gừng. Mặc dù gừng có nhiều tác dụng, thế nhưng không nên quá. Thưa quý vị, không chỉ ảnh hưởng đến nhan sắc hay là về bề ngoài, chứng mất ngủ sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu như không được kịp thời điều trị, cân bằng sinh hoạt, ngủ đúng giờ, vì nó sẽ khiến chúng ta dễ gặp stress, căng thẳng hay là suy sụp tinh thần, sụt cân, mệt mỏi, không học tập và làm việc được. Nếu như quý vị và các bạn là những người không thích vị cay nồng của gừng thì cũng đừng lo, bởi gừng không phải là vị cứu tinh duy nhất cho giấc ngủ của chúng ta. Những thần dược thực phẩm chữa mất ngủ luôn có sẵn xung quanh bạn, sau đây sẽ mang đến hiệu quả không ngờ. Và hãy cùng tiếp tục theo dõi video của An Tâm Sống Khỏe ngày hôm nay để cùng xem đó là những thực phẩm nào nhé. 1. Tâm sen. Đây chắc hẳn là thần dược trị mất ngủ được lan truyền trong dân gian từ xưa đến nay với nhiều lợi ích mà tâm sen mang đến cho giấc ngủ người sử dụng. Theo y học cổ truyền, tâm sen với công dụng thanh tâm, hạ huyết áp, giữ cho tinh khí bền chặt, cầm máu mà thường được dùng để trị mất ngủ, đau đầu hoa mắt, chóng mặt, nhịp tim nhanh. Đồng thời, trong tâm sen có chứa alkaloid, flavonoid và axit amin. Đây đều là những chất có lợi cho việc ăn định tinh thần, giúp tạo giấc ngủ ngon. Cách dùng tâm sen rất đơn giản. Dùng 3g tâm sen, cho vào ấm trà hãm trong vòng 15 phút, rồi rót ra ly uống bình thường như trà. Nên dùng nước tâm sen trong ngày để phát huy tác dụng tốt nhất và không để qua hôm sau. Tâm sen có vị đắng thanh nhẹ, nhờ đó giúp ổn định trạng thái tinh thần, giúp bạn dễ dàng đi sâu và giấc ngủ hơn. Tuy nhiên, khi dùng tâm sen, cần phải chú ý dùng đúng liều lượng, tránh uống quá nhiều thành ra hại. Đồng thời, tâm sen có tính hàn nên những người có tỳ vị yếu, rối loạn tiêu hóa hay đi ngoài lỏng thì không nên dùng để tránh tình trạng bệnh nặng hơn. 2. Lá sen. Ngoài tâm sen thì bạn có thể tận dụng lá sen để làm vị thuốc chữa mất ngủ cũng mang đến hiệu quả không hề thua kém. Lá sen hay còn được gọi là liên diệp, dùng ở dạng lá non hoặc lá bánh tẻ để trị bệnh mà chủ yếu là chứng mất ngủ rất an toàn. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy lá sen có chứa chất nuferin có tác dụng an thần, giúp hạ huyết áp, giảm các triệu chứng đau đầu, ngừa rối loạn nhịp tim, giúp các dây thần kinh được thư giãn. Ngoài ra còn có alkaloid, chất giúp an định tinh thần khá tốt. Để trị bệnh mất ngủ, người ta thường dùng từ 15 đến 20g lá sen sắc uống mỗi ngày, mang đến hiệu quả rất tốt. Cách này chỉ được áp dụng cho người lớn. 3. Đậu xanh. Thật thiếu sót nếu như chúng ta bỏ qua đậu xanh, vì chúng là thực phẩm có chứa hàm lượng chất dinh dưỡng nhiều nhất, bao gồm vitamin A, C, carotenoid, flavonoid, polyphenol cũng như các axit béo như omega 3 có công dụng trong việc điều trị bệnh mất ngủ nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời, dùng đậu xanh còn giúp ngăn ngừa lão hóa, định an thần tốt, chống viêm và điều chỉnh mức đường huyết để bạn có một giấc ngủ ngon. Người ta thường chế biến đậu xanh thành các món ăn như chè, nấu thành nước uống hay làm thành các món ăn mặn khác nhau. Khi vào cơ thể, vitamin B6 trong đậu xanh sẽ giúp kích thích hormone melatonin để bạn dễ dàng ngủ sâu và ngon hơn. Thường xuyên thêm đậu xanh vào các bữa ăn để không còn bị mất ngủ nữa. 4. Chuối. Chuối chính là kẻ thù đáng sợ của chứng khó ngủ. Nhà hóa sinh dinh dưỡng Sarah Talbot tiết lộ trên tờ Life Strong, chuối là nguồn thực phẩm giàu kali giúp ngăn ngừa chuột rút và ngứa ngáy chân tay vào ban đêm. Thêm vào đó thì lượng magie trong chuối làm thư giãn cơ bắp và dây thần kinh, thúc đẩy tuần hoàn và tiêu hóa khỏe mạnh. 5. Quế. Kết hợp với quế với hạt sen nấu thành canh có tác dụng giúp an thần, ngủ ngon, ngủ sâu và dung dưỡng nhan sắc.
Những người già, phụ nữ mãn kinh nên dùng canh này để giảm bớt ảnh hưởng của tuổi tác đến sức khỏe. Lấy 10g quế khô trộn với 100g hạt sen tươi và 300ml nước, thêm chút đường phèn để dễ uống, đem nấu thành canh và dùng mỗi ngày. Món canh này cực kỳ thích hợp cho những ai mất ngủ lâu ngày hoặc thường xuyên làm việc trong môi trường căng thẳng. 6. Lá dòng biển. Chắc hẳn chúng ta cảm thấy khá lạ khi nghe đến việc dùng dòng biển để chữa mất ngủ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của Đại học Oxford cho thấy, khi kết hợp dòng biển vào bữa tối của trẻ em đã giúp chúng ngủ thêm được 1 giờ so với bình thường. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra rằng lượng omega 3 DHA trong máu có liên hệ đến chất lượng của giấc ngủ. Khi omega 3 DHA giảm xuống mức thấp thì khả năng rối loạn giấc ngủ càng cao và điều này khiến cho chúng ta dễ dàng dẫn đến mất ngủ hơn. Và trong dòng biển lại có chứa số lượng khá lớn chất này và cơ thể chúng ta lại không thể tự tổng hợp nên bạn cần thêm dòng biển vào các bữa ăn để đảm bảo cung cấp đủ omega 3 DHA. 7. Bột yến mạch. Bột yến mạch ngoài có tác dụng làm đẹp, bồi bổ chất dinh dưỡng thì còn rất giàu carbon hydrate và melatonin, giúp kích thích sản xuất serotonin một cách tự nhiên. Đây là chất dẫn truyền thần kinh giúp nâng cao tinh thần, khiến bạn trở nên vui vẻ hơn. Nhờ vậy mà giấc ngủ của bạn sẽ không còn phải khó chịu nữa. Không những vậy, yến mạch còn là thực phẩm tiêu hóa chậm, giúp bạn no lâu, thế nên sẽ không cảm thấy đói và tỉnh dậy giữa đêm. Bạn có thể pha yến mạch với nước nóng vào uống hoặc có thể chế biến thành cháo yến mạch đều có tác dụng. 8. Trà hoa cúc. Trà thảo mộc phổ biến này mang đến nhiều lợi ích về sức khỏe. Ngoài khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch và giải tỏa căng thẳng, trà hoa cúc cũng sẽ giúp bạn thư thái đầu óc. Trong khi những loại trà khác có chứa chất caffeine mới có thể giúp bạn tỉnh táo, thì trà hoa cúc ngược lại. Chúng không có chứa chất caffeine mà có thêm apigenin, chất chống oxy hóa có thể giúp làm giảm chứng mất ngủ. Một trong những thí nghiệm do các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Michigan thực hiện đã phát hiện ra rằng những người tiêu thụ 2 tách trà hoa cúc mỗi ngày trong 28 ngày liên tiếp sẽ ngủ thiếp đi nhanh hơn những người không sử dụng. 9. Ngũ cốc. Theo nhà hóa sinh dinh dưỡng Shortabot, một bát nhỏ ít đường với ngũ cốc nguyên hạt là món ăn lành mạnh giúp cơ thể thư giãn. Ngũ cốc nguyên hạt và sữa đã được chứng minh rất giàu carbon protein. Chất này giúp sản sinh ra tryptophan, một axit amin gây buồn ngủ, giúp bạn có một giấc ngủ ngon. Ngoài ra thì hạt lúa mì, lúa mạch và các loại ngũ cốc nguyên hạt khác còn có chứa rất nhiều magie làm thư giãn cơ bắp tự nhiên, do đó cơ thể chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Trong đông y, căn nguyên của căn bệnh mất ngủ xuất phát từ âm huyết bị hao tổn, khiến cho tâm não không được nuôi dưỡng tốt nên gây ra hiện tượng rối loạn giấc ngủ hoặc giấc ngủ chập chờn. Theo Hải Thượng Lãn Ông thì mất ngủ chủ yếu do ba dạng tỳ, can và tâm bị tổn thương. Muốn điều trị hiệu quả thì cần phải thực hiện bồi bổ âm huyết và điều dưỡng ba tạng này. Việc xoa bóp và ấn huyệt sẽ tác động trực tiếp đến hệ thần kinh nhằm tăng cường tuần hoàn máu, giúp bạn giảm căng thẳng, thư giãn đầu óc. Từ đó giấc ngủ sẽ đến với bạn dễ dàng hơn. Ngoài ra thì bấm huyệt còn là phương pháp giúp người bệnh cải thiện tình trạng sức khỏe, khắc phục các bệnh lý khác như thần kinh, xương khớp, rối loạn tiền đình, bệnh đau đầu mãn tính một cách hiệu quả. Do đó, đây là phương pháp hỗ trợ điều trị bệnh mất ngủ hiệu quả. Bấm huyệt chữa mất ngủ là phương pháp y học cổ truyền giúp bồi bổ âm huyết phổ biến được nhiều người áp dụng hiện nay. Tuy nhiên, cần nắm rõ kỹ thuật và được thực hiện bởi người có chuyên môn sẽ đem lại kết quả cao nhất. Thứ nhất, xoa và bấm huyệt vùng đầu, vùng mặt. Vùng đầu và mặt là nơi có chứa nhiều dây thần kinh, ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của bạn. Khi thực hiện thao tác bấm huyệt tại vùng này, bạn cần phải xác định chính xác huyệt đạo có tên gọi là ấn đường. Huyệt này nằm ở ngay chính giữa sống mũi, giao nhau với hai đầu lông mày để ấn. Khi đã xác định vị trí huyệt đạo, bạn dùng hai bàn tay xoa vào nhau cho ấm, rồi áp vào mặt, di chuyển nhẹ nhàng xung quanh mặt. Thực hiện cách làm này khoảng 15 đến 20 lần. Tiếp tục, bạn dùng hai ngón tay giữa xay nhẹ lên huyệt ấn đường trong thời gian 3 đến 5 phút, sau đó vuốt nhẹ hai bên lông mày rồi kéo về vùng thái dương, xay nhẹ hai bên thái dương trong thời gian 4 phút mỗi bên. Xoa và bấm huyệt vùng cổ. Ở vùng cổ, huyệt đạo có tên gọi là an miên, là huyệt nằm ở phía sau tai, bên cạnh xương lồi. Bấm huyệt an miên nhằm tác động đến các cơ quan của hệ thần kinh. Điều này giúp giảm căng thẳng và làm cho cơ thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngoài ra, huyệt an miên còn có tác dụng cải thiện các chứng như đau nửa đầu, ù tai, chóng mặt, tâm thần phân liệt. Cách thực hiện như sau. Tư thế nằm ngửa hoặc ngồi, dùng ngón tay trỏ men ra hai bên sau tai để tìm huyệt an miên. Sau khi xác định huyệt an miên, bạn dùng ngón tay trỏ bắt đầu xay nhẹ nhàng mỗi bên từ 2 đến 3 phút. Sau đó dùng tay vuốt từ tai xuống dưới cổ và ngược lại.
thực hiện liên tục trong thời gian từ 15 đến 20 lần rồi kết thúc. Bấm huyệt ở bàn chân. Bàn chân được xem là trái tim thứ hai của cơ thể. Tại bàn chân có rất nhiều huyệt đạo tác động đến hệ thần kinh và giúp cải thiện vấn đề về sức khỏe. Cụ thể, bấm huyệt ở bàn chân giúp bạn khắc phục chứng mất ngủ do nhiều nguyên nhân gây ra. Cách thực hiện như sau. Xác định huyệt Dũng Tuyền dưới lòng bàn chân, ngay chỗ hõm dưới bàn chân. Tại đây người bệnh nên xoa bóp nhẹ nhàng trong 5 đến 7 phút, sau đó ấn mạnh vào huyệt Dũng Tuyền rồi đổi sang chân khác. Công dụng: giúp máu lưu thông dễ dàng, giảm căng thẳng, nhức đầu, giúp giấc ngủ của bạn trở nên ngon hơn. Để mang lại kết quả cao, bạn nên kết hợp với ngâm chân lại vào nước nóng. Bạn có thể áp dụng 3 cách bấm huyệt này để trị mất ngủ theo chỉ dẫn của các chuyên gia. Ngoài 3 huyệt đạo này, bạn cũng có thể thực hiện việc xoa bóp trên bả vai và vùng lưng dưới tại thắt lưng, sau đó vòng ra bụng, cũng giúp đẩy lùi nhanh các triệu chứng do bệnh mất ngủ gây ra. Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hiện đại hối hả, một giấc ngủ ngon lành vào buổi tối đã trở thành một món quà xa xỉ khi bạn không phải cứ muốn là có được dễ dàng. Thời gian ngủ có thể buộc phải nằm cuối danh sách ưu tiên của chúng ta, đằng sau công việc, các mối quan hệ và sở thích giải trí. Tuy nhiên, giấc ngủ không nên là một thứ xa xỉ. Những lợi ích sức khỏe khi ngủ đủ giấc không chỉ tốt cho thể chất mà còn giúp cải thiện tinh thần như thức ăn và nước uống vậy. Vậy nên quý vị và các bạn hãy cố gắng chăm lo cho giấc ngủ của mình trước khi quá muộn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của An Tâm Sống Khỏe ngày hôm nay. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo của An Tâm Sống Khỏe.